một diễn biến mới thu hút sự chú ý của dư luận, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã quyết định kháng cáo bản án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, điều gì đã khiến ông Ca đưa ra quyết định này? Nội dung kháng cáo của ông bao gồm những gì? Và hành động này có giúp ông Đỗ Hữu Ca được giảm án hay không khi các tình tiết giúp giảm nhẹ hình phạt đã được hội đồng xét xử xem xét ngay tại phiên sơ thẩm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca kháng cáo. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Nguồn tin cho hay, ngoài ông Đỗ Hữu Ca, vợ chồng trùm hóa đơn đỏ Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng Nguyễn Đình Đường, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cũng nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 12 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức, bị tuyên phạt mức án 4 năm, 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên. Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng. Trong đó, hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ và cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Hội đồng xét xử đánh giá vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm, có tính răn đe. Từ năm 2014 đến 2021, Đức và vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lợi trên 41 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, vợ chồng Đức đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tổng số 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình để nhờ vả giúp đỡ chạy tội. Tại nhà bị cáo Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc Công an Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho Đức. Mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, bị cáo Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, ban đầu bị cáo Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc lừa đảo nhưng sau một đêm nằm suy nghĩ đã thay đổi lời khai, thành khẩn khai nhận việc cầm 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức và thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội. Đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận, sau đó bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo nộp lại 35 tỷ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, quá trình công tác bị cáo Ca nhận được 6 huân chương, 3 huy chương các loại, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều cơ quan ban ngành tại Hải Phòng cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Lời cuối cùng của ông Đỗ Hữu Ca, tôi thật sự nuối tiếc và đau buồn. Dù đã nhận là câu chuyện chạy án 35 tỷ đồng có hiện hữu, nhưng khi nói sau cùng trước tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca vẫn một mực khẳng định không có chuyện Nguyễn Thị Ngọc Anh đòi lại tiền nhưng ông không trả lại. Cụ thể, bị cáo Ca bộc bạch, tôi đã nhận tội trước phiên tòa, tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Nhưng trong việc này, tôi cũng rất buồn. Quá trình điều tra, tôi đã nói rõ hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh là một phía, tôi không được tham gia gì. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Ca vẫn khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền, không có những tình tiết gần Tết, vợ chồng Trương Xuân Đức đến nhà mình để mà có thể nghe mình hứa hẹn mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm, về ăn Tết. Bị cáo Ca khẳng định, Đức nói là 23 tháng chạp về, nhưng không về. Ngày 25 đến 28 Tết, tôi không có ở nhà, thì làm sao có những tình tiết đó được. Bị cáo Ca giải bày thêm,
Một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống, mà cuộc đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm phạm tội, đúng thời điểm, không còn thời gian để làm lại nữa. Vì năm nay tôi vừa già, vừa yếu rồi. Tôi thật sự nuối tiếc và đau buồn. Xin lỗi đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng về những sai phạm của tôi gây ra, làm mọi người thất vọng về tôi. Bản thân tôi, suốt gần 50 năm công tác, anh em, bạn bè bị thiệt thòi nhiều vì tôi. Tôi xin lỗi mọi người. Tại phiên tòa này, tôi thật sự ân hận vì lụy tình mà phạm tội, gây hậu quả cho gia đình, người thân. Mong hội đồng xét xử chiếu cố khoan hồng cho mình, được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, gia đình. Sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho rằng, trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài, nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhưng cuối đời lại lụy tình để phạm tội. Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả, mà cuối đời lê thân này vào nhà giam, mang đến gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bị cáo Ca nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét chứng cứ, khoan hồng để được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, dứt gánh nặng cho gia đình, xã hội. Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ ân hận, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức cũng đều xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Ca. Giờ mọi việc đã ăn bài rồi, rõ ràng rồi, xin hội đồng xét xử giảm bớt tội cho anh Ca, còn tôi thế nào cũng được, bị cáo Đức nói. Giống như chồng, bị cáo Ngọc Anh xin hội đồng xét xử xem xét giảm án cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Bị cáo Ca là do bị cáo chủ động nhờ vả, giúp đỡ, sự việc không mong muốn, mong hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo Ca, Ngọc Anh nói. Ông Đỗ Hữu Ca coi Trương Xuân Đức như một người em. Phiên tòa xét xử ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Trong phiên tòa này, mối quan hệ giữa ông Ca và trùm hóa đơn Trương Xuân Đức cũng đã được làm rõ. Theo đó, trong phiên tòa ngày 10 tháng 4, từ câu chuyện chạy án hay không chạy án, ông Đỗ Hữu Ca cho biết vì xem vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh như anh em trong nhà nên đã cầm 35 tỷ đồng nhưng không biết mục đích của số tiền này dành để chạy tội. Từ đây, mối quan hệ giữa ông Ca và ông Đức được nêu rõ. Theo như những gì mà ông Ca khai, thì vợ chồng Đức đã 4 lần đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói, coi Đức như một người em. Trần tình trước tòa, ông Ca cho biết, tôi chỉ nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn thì cứu giúp nhau. Tôi không hề biết rằng mục đích của Ngọc Anh đem tiền để chạy tội. Cái sai của tôi là mặc định chủ quan, số tiền này là để đem đi khắc phục hậu quả, nên không hỏi tiền ở đâu, tiền dùng làm gì. Nhận tiền, tôi cứ cất đi, không kiểm đếm. Khi nhận thấy tiền này liên quan vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, nên đã chủ động nộp lại. Tôi không hề có ý định chiếm đoạt số tiền này. Bên cạnh đó, nói rõ hơn về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo Ca khai trước tòa ngày 10 tháng 4 rằng, Ngọc Anh đến là kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại, anh cứu em. Tôi coi Đức như em tôi rất lo cho Đức. Nhưng tôi cứu Đức là theo pháp luật, đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vợ chồng Ngọc Anh mang đến nhà tôi số tiền rất lớn và không báo trước, tôi rất bất ngờ. Cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Bị cáo Đỗ Hữu Ca phân trần, tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật với nguyên tắc đã xâm phạm tiền nhà nước thì phải bồi thường để hưởng khoan hồng, chứ bản thân bị cáo Ca không chấp nhận việc chạy chọt. Khi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà, bị cáo Ca nói muốn cứu Đức thì phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhà nước, chuẩn bị ngay 10% trên tổng số giá trị hóa đơn mua bán để đi khắc phục hậu quả và chuẩn bị thêm số tiền nữa nếu phát sinh thì dùng đến. Bị cáo Ca trình bày, tôi không hề nói Ngọc Anh đem 20 tỷ đi chạy tội cho Đức, không nói mang tiền đến nhà tôi. Đây là sự ngộ nhận, hiểu lầm của Ngọc Anh kéo theo hệ lụy khác. Theo bị cáo Ca, mỗi lần vợ Đức mang tiền đến nhà mình cũng cập rập như chạy loạn. Lần nào Ngọc Anh mang tiền đến cũng nói, anh cất tiền cho em, anh cất tiền cho em, mà không nói rõ tiền gì. Trong khi đó, khai về mối quan hệ của mình và ông Đỗ Hữu Ca, bị cáo Trương Xuân Đức cho biết, 19 năm qua, công việc nhà anh Ca tôi đều có mặt. Không ngờ, sau 19 năm trời mà hôm nay anh em tôi phải đứng trước tòa. Tôi vô cùng buồn, buồn lắm.
Tôi vào tù vì mua bán hóa đơn dẫn đến anh Ca bị theo. Tôi sống không được, chết không xong. Đến ngày 11 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã bất ngờ thay đổi lời khai trước tòa. Theo đó, bị cáo Ca nói, sau khi về trại giam, suy nghĩ lại, tôi nhận thấy nhận thức có sự chưa chuẩn, phần do tuổi cao, phần do rời xa công việc khá lâu. Tôi xin thay đổi lại lời khai, đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu truy tố tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi xin thành thật khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân tôi để có thể sớm trở về với gia đình. Bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoảng 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Kết thúc phần thẩm vấn, trước khi tranh tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án này. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thay đổi lời khai, thành khẩn nhận tội, nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức, người đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để chạy án, bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù về tội mua bán trái đơn hóa phép, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Đức bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Vợ của Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Ở nhóm tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Dương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, và mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng đối với Đỗ Thanh Hoài, cán bộ dưới quyền của Dương. Các bị cáo còn lại, người cao nhất bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù, nhiều người bị đề nghị phạt tiền mức thấp nhất 300 triệu đồng, người cao nhất 3 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhận định vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm, sự cấu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo Đỗ Hữu Ca đã thành khẩn khai báo, nộp lại 35 tỷ đồng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca được nhận 6 huân chương, 3 huy chương các loại và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều cơ quan ban ngành tại Hải Phòng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo này. Sự lòng vòng của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Theo lời khai của bị cáo Đỗ Hữu Ca tại tòa, bị cáo nhiều lần khẳng định không biết mục đích vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh mang tiền đến nhà mình để nhờ chạy tội. Bị cáo Ca nói, Ngọc Anh đến là kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại, anh cứu em, tôi coi Đức như em tôi rất lo cho Đức, nhưng tôi cứu Đức là theo pháp luật, đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vợ chồng Ngọc Anh mang đến nhà tôi số tiền rất lớn và không báo trước. Tôi rất bất ngờ, cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Trong suốt phần thẩm vấn, khi được hỏi các tình tiết trong vụ án, nhiều câu hỏi, Trương Xuân Đức trả lời rằng đau đầu, không nhớ và đề nghị tòa xem nội dung cáo trạng truy tố. Với hành vi mua bán hóa đơn trái phép và đưa hối lộ, bị cáo Đức khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra là chính xác, khách quan, trung thực. Trả lời về mối quan hệ với cựu giám đốc công an Hải Phòng, bị cáo Đức cho biết có tình cảm đặc biệt với gia đình ông Ca, hai bên coi nhau như người thân trong nhà. Bị cáo Đức nói, 19 năm qua, công việc nhà anh Ca tôi đều có mặt, không ngờ sau 19 năm trời mà hôm nay anh em tôi phải đứng trước tòa. Tôi vô cùng buồn, buồn lắm. Tôi vào tù vì mua bán hóa đơn dẫn đến anh Ca bị theo. Tôi sống không được, chết không xong. Khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo Ca, bị cáo Đức lặp lại câu trả lời. Lời khai bị cáo đã có đầy đủ tại cơ quan điều tra, hàng trăm nội dung, hàng ngàn chi tiết nên không nhớ. Lời khai tại cơ quan điều tra của bị cáo là đúng sự thật. Bị cáo Đức khai, tôi chỉ nhớ có 4 lần đưa tổng 35 tỷ đồng, mục đích nhờ anh Ca lo xử lý công việc để tôi không bị dính vào pháp luật. Tại tòa, bị cáo Ca thừa nhận đã 4 lần vợ chồng Trương Xuân Đức mang tiền đến nhà mình và đã chủ động giao nộp cho cơ quan công an. Nói thêm về việc 4 lần nhận 35 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Hữu Ca phân trần tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật
với nguyên tắc đã xâm phạm tiền nhà nước thì phải bồi thường để hưởng khoan hồng, chứ bản thân bị cáo ca không chấp nhận việc chạy trọt. Khai về mối quan hệ với trùm mua bán hóa đơn, bị cáo ca nói, coi Đức như một người em, bị cáo ca trình bày. Trong việc này có sự ngộ nhận và hiểu nhầm rất lớn. Từ trước, tôi không quan tâm đến việc làm ăn của Đức. Khi vợ Đức đến nhà khóc lóc xin cứu chồng, tôi có suy nghĩ rằng phải cố gắng cứu Đức vì coi như em. Khi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà, bị cáo ca nói muốn cứu Đức thì phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhà nước, chuẩn bị ngay 10% trên tổng số giá trị hóa đơn mua bán để đi khắc phục hậu quả và chuẩn bị thêm số tiền nữa nếu phát sinh thì dùng đến. Tiếp tục trình bày, bị cáo ca cho biết, tôi không hề nói Ngọc Anh đem 20 tỷ đi chạy tội cho Đức, không nói mang tiền đến nhà tôi. Đây là sự ngộ nhận, hiểu lầm của Ngọc Anh kéo theo hệ lụy khác. Theo bị cáo ca, mỗi lần vợ Đức mang tiền đến nhà mình cũng cập rập như chạy loạn. Lần nào Ngọc Anh mang tiền đến cũng nói, anh cất tiền cho em, anh cất tiền cho em, mà không nói rõ tiền gì. Trong khi đó, bị cáo Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh khẳng định 4 lần đưa 35 tỷ đồng cho ông ca để nhờ chạy án, lo giúp thoát tội. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng khẳng định, tôi chỉ nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn thì cứu giúp nhau. Tôi không hề biết rằng mục đích của Ngọc Anh đem tiền để chạy tội. Cái sai của tôi là mặc định chủ quan, số tiền này là để đem đi khắc phục hậu quả, nên không hỏi tiền ở đâu, tiền dùng làm gì. Những tiền tôi cứ cất đi, không kiểm đếm. Khi nhận thấy tiền này liên quan vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, nên đã chủ động nộp lại. Tôi không hề có ý định chiếm đoạt số tiền này. Trả lời câu hỏi, vì sao sau đó Ngọc Anh đến đòi lại tiền, bị cáo có trả lại không? Ông ca khai, không có việc này. Trong đầu tôi, từ đầu đến cuối, không bao giờ có ý định lừa tiền, chiếm đoạt của vợ chồng Đức. Bị cáo Nguyễn Hữu Ca phân trần, tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật, với nguyên tắc đã xâm phạm tiền nhà nước thì phải bồi thường để hưởng khoan hồng. Chứ bản thân bị cáo Ca không chấp nhận việc chạy trọt. Khi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà, bị cáo Ca nói muốn cứu Đức thì phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhà nước, chuẩn bị ngay 10% trên tổng số giá trị hóa đơn mua bán để đi khắc phục hậu quả và chuẩn bị thêm số tiền nữa nếu phát sinh thì dùng đến. Câu hỏi từ khối tài sản khổng lồ của ông Đỗ Hữu Ca. Trước đó, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca vào tháng 2, 2023, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ gồm căn biệt thự ở đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và thôn trại trên Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là VTL và các cá nhân khác. Sổ tiết kiệm mang tên VTL và các cá nhân khác. Tại cơ quan công an, ông Đỗ Hữu Ca và vợ là bà VTL, sinh năm 1958, khai số đồ vật, tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và bà L. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà L kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Kết quả điều tra xác minh đến nay xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các ông trong vụ án. Tuy nhiên, việc ông Đỗ Hữu Ca và bà VTL không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ. Với đồng lương thiếu tướng, cộng các phụ cấp khác nếu có, làm sao vợ chồng ông Ca có khối tài sản lớn đến thế? Liệu có chuyện vợ chồng ông Ca đã qua mặt các cơ quan kiểm soát trong việc kê khai tài sản? Tương tự, việc đóng thuế thu nhập cá nhân cũng vậy. Các hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan khối lượng tài sản khổng lồ đã không được kê khai, gây thất thoát nguồn thu ngân sách. Ở nước ta, công tác quản lý thu nhập cá nhân còn nhiều hạn chế bởi thói quen sử dụng tiền mặt cùng nhiều yếu tố thiếu minh bạch khác. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã quy định rõ cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình một cách trung thực mà còn phải kê khai tài sản của người thân, bao gồm vợ hoặc chồng, còn chưa thành niên, kể cả tài sản biến động.
quy định là vậy, nhưng không phải không có cán bộ kê khai không đúng sự thật. Vậy nên mới có những trường hợp như vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca sở hữu khối tài sản kếch xu nhưng qua mặt được cơ quan quản lý thuế, gây thất thoát ngân sách. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.